Thủ Đức với cô Loan và mẹ, bà ngoại với đứa nhỏ. Cô mẹ vì cô Loan học đi đóng máy, cô Loan không có chở được mà đi kêu taxi, thì cô Loan nói thôi đi xe bus để cho biết với người ta mình đi xe bus. Mình đang ở trên đường Phạm Văn Đồng của quận Thủ Đức đây. Giờ nó quẹo đây rồi. Xong rồi giờ đi vào hẻm nhà anh chị Cường, đường số 3, vào cái hẻm đường số 3 ở Tam Hà, Thủ Đức. Nhớ hồi đó mình đi đâu có nhà cửa gì đâu, mới có 25 năm mà thấy nhà cửa chi chít vậy. Cái hồi đó là toàn là cây cối rồi không à, đất trống, vườn tược, trái cây rồi mình nói. Đâu có nhà chi chít vậy nè. Wow, mới 25 mà thay đổi, 25 năm thay đổi dữ ha. Rồi, tới nhà chị rồi, cái nhà to đùng đó. Đó là nhà của anh chị Cường, con bác Trưng, phía bên bố của mình. Hồi đó anh chị mới xây sau này. Ôi, có cây nhãn kìa, nhà hồi sớm có cây nhãn. Đây nè, có cây nhãn trái luôn, trái mỏng lửng, lủng lẳng kìa. Đó, hồi đó đến nhà bác Trưng là... Ủa, bà hàng xóm đâu nhà? Nhà chị... Ủa, hàng xóm không? Nhớ là nguyên cái sân này hồi đó là nhà của bác mà. Là đến thấy có cây mít, cây xoài rồi tùm lum á mà. Không lý giờ ngăn ra cho người ta, bán cho người ta hả? Hồi đó là nhà bác mình đó là rộng lắm, rộng mênh mông bể cỡ đất không. Trời ơi, đây nó kêu mình tới bằng bà đây. Nó cao còn hơn bà luôn nghe kìa. Còn đây tèo kêu bằng cô đây. Sao mình bằng cô đây, sao mình tới già giờ bên nội mình cũng lớn dữ ha, dây lớn dữ ha. Lớn. Ừ. Gia đình của chị An, ăn chay trường, ăn cả gia đình luôn. Nhưng mà có khách thì đãi tiếng miếng quay nữa. Có khách đó. Thì đó có khách đãi miếng thịt quay chứ thường thường là gia đình cả con cháu rồi này nọ ăn chay thì chay trường hết. Hay quá vậy. Wow, hay quá ha, chị ăn hay quá. Ba bữa chay ba bữa ăn chay. Con chay hơn mặn. Dạ, con
Chị hả? Con tên gì? Con tên Hà hả? Bé Hà nên nó gọi mình bằng bà đó. Ôi, bằng tuổi bé Ân nhà mình. Sinh năm 2004, bé Ân sinh năm 2005. Nhìn qua hình thì nói không hay tin. Trời ơi, nhìn qua hình nói làm gì? Nhìn thiệt ở ngoài, nhìn thiệt ở ngoài cũng tưởng chả thiệt chứ đâu có nghĩ là chả chay đâu nè. Nhìn thiệt ở ngoài còn không, nếu mà mình ăn rồi nếu mà nói chay còn không tin chứ đừng nói nhìn. Thì đó. Hỏi bà coi bà, nếu mà không nói chay bà cũng không tin nó là. Cái này là chả chay làm bằng nấm nha, làm từ nấm nha. Chanh nấm á, cái chanh nấm á. Nói ở Việt Nam có gì là lạ hả bà ha? Nhìn nó ngoài người đang cần còn đang đây nước mắm này, nước mắm cũng chay này, chay nhà ăn chay toàn bộ nha, nhà ăn chay toàn bộ, nhà ăn chay trường toàn bộ cả gia đình mà. Ngồi đi mà con thấy nước ta lọc à. Nói chay cái này vừa đơn giản gì đâu, có đơn giản đâu. Nấu đồ chay mà khó hơn là nấu đồ mặn á, đâu có đơn giản đâu. Mình ngồi đây mình cũng bị thấy trên camera luôn. Nhà cánh đi từ ngoài đường kìa, đi vào kìa, đó đi từ ngoài đường đó, rồi bao kia là coi nhìn từ ngoài đường kìa, đó mấy cổng kìa, thấy không? Nhà cánh con ra chưa tới nhà rồi đó, thấy chưa? 13 cái camera luôn là thở đó, thở nó chạy vô nhà mình hả? Ôi, món ngon còn nhiều lắm. Nhiều khác. Cái này là cà chua, ngồi chay luôn á. Bình thường quá, nhưng mà đối với bà bảo đảm là nó... Nước mắm chay luôn nha. Đối với bà nó là lạ. Nước mắm dĩ chay luôn đó. Nước mắm dĩ bà thanh. Ừ. Bảo quản đâu. Hành muối chua với nhà làm với lại cái này là củ cải chứ mà dưa món. Củ cải không? Củ cải không phải dưa món. Củ cải chua. Không phải củ cải chua. Củ cải này là ngâm mặn, ngâm nước mắm. Muối hả? Ngâm muối chua đó. Mà cái màu đẹp chưa? Dưa kia chưa ăn được, nếu chưa ăn được thì lôi ra cho bà luôn, mà tại vì chưa mới làm không ăn được. Đây là bánh giò chay luôn. Ai đặt mà mua bột đó. Sẵn, bột làm sẵn. Có khuôn này, đây có khuôn gói luôn, đây còn gói theo khuôn nhặt lắm. Thì đó cũng có mua khuôn nè. Mua khuôn rồi. Khuôn dễ lắm nè. Khuôn dễ. Đó. Khuôn bánh giò chay nha. Xinh tét gì. Nhìn giống thịt đó. Có thịt không? Có thịt chưa? Giống thịt chưa? Tại vì cái chả quá ngon mà. Không, cái này nó đâu dùng chả, cái này không dùng thịt chả này. Nó là dùng đậu hũ. Có khuôn tươi với lại có khuôn mèo. Đây là cái khuôn này. Chắc là nhà có gói là biết là khuôn rồi. Có chứ, có ba khuôn. Dễ lắm. Dễ ở ba khuôn. Bà làm cũng được. Dễ ở. Bây giờ là tôi không làm gì hết. Bây giờ đi qua xưởng nha, đi qua xưởng dệt nha. Tại vì là hồi đó là khi mà bác mình còn sống thì nó gọi là bà nội. Còn sống thì mở cũng có xưởng dệt. Thôi đi, đây là đằng sau nhà con. Ôi, nói đi qua xưởng rồi lại xẹt qua cái vườn. Chứ thì ai biết bà đang chạy ra, đi qua xưởng đi, đi qua xưởng. Nó trồng rau quế. Nhưng đang qua nhà xưởng nghe, em đang qua xưởng, quay qua nhà xưởng. Thôi, đi qua xưởng trước cái đã. Xưởng nghe, đã. Xưởng nghe, chứ đi đâu đâu. Vậy hả? Thì đó, đây cũng là xưởng, chứ nó là máy móc không, chứ là gì. Vậy hả? Nhưng mà dệt, hắn dệt đi, kìa. Đi qua hắn dệt kìa. Hồi đó nhà mình cũng dệt, nhà bác cũng dệt nha. Tại vì quê là Hà Đông. Đó. Rồi con đang bấm thang máy cho bà đi chứ để bà đi leo lên chứ mệt lắm sao bà đi nổi. Ô, đi thang máy à? Vâng. Đi thang máy qua. Nói là thang máy chứ thật, thang này nó là thang để tải hàng. Để hàng. Để tải hàng. Thang bộ đường má. Thôi cho bà đi đấy giờ lát đi. Nhà bốn tầng. Ủa bà cứ đi thang này cho nó. Nhớ hồi đó. Ăn no rồi bà có công đi lên. Tôi nhớ hồi đó nhà bà nội Tèo có mấy căn dệt thôi, bây giờ làm hình xưởng luôn hả, xây luôn hả? Bên kia là nhà bà nội dưới á, phía bên kia là nhà bà nội. Bây giờ nhà bà nội ai ở?
có mình cô à. Có mình cô à. Thì cái đất của chú phát một phần, thì cô ăn một phần, thì có bốn người con thì chia đều bốn, không ai hơn ai ít, cái chia đều ra. Vợ con vẫn còn ở đó. Vợ thì vợ con của chú phát thì ở đó. Ủa ai vào, ai đang đứng ở đây đây vào? Cô ăn, cô ăn. Cô ăn đó hả? Dạ. Cô ăn, cô ăn ơi. Ở đây. Cô ăn biết ai đây không? Vợ chú Trân nè. Không phải vợ. Thì mẹ là vợ chú Trân mà. Thì cô đã. À, cô đi coi công việc rồi đi. Thôi giờ đi lên. Rồi xin đi rồi. Cái chỗ này là cái chỗ này là xe chỉ vậy? Cũng là về. Dạ. Nhưng mà chỉ mà xe chỉ thôi. Không. Dạ, thôi. Nhưng mấy cái máy này là máy gì? Máy đó đúng là máy dịch kim. Cái luống nào là được qua luống khác. Ừ. Cũng trái đầy. Thích không? Thích nhiều mà rưng.
bắp nè. Dạ, kê đậu bắp. Cà chua bi kìa. Con không thấy nó rất nhiều lắm. Cà chua bi nè. Đã ha. Nó trồng trong nhà đó. Con ăn luôn. Làm nguyên cái viên thao trồng. Đây, phân củ quế đây. Phân củ quế. À, chứ phải mình mang học nha bà. Bạn có nghe phân củ quế bao giờ chưa? Sợ phân. À, phân củ quế. Phân củ quế. Chứ con không xài phân hóa học, vợ con nó kỹ lắm, ăn uống phải cẩn thận. Cho qua các phân hóa học mà ăn cũng cẩn thận. Thế là cẩn thận. Thì cái nhà này ăn không có hết. Bao lần rồi, bao lần trồng. Trồng bí để lấy nhọn này. Vừa kia nó trái nó đỏ hồng hồng. Hả? Ừ. Thái vô ăn được rồi đó, có mấy trái. Trời ăn quá kịp đâu. Trời ơi. Phải cho bớt đi bà. Thì để nó rụng của tốt. Đậu cần cua. Trời ơi, nó cũng tự đậu rớt xuống hả, mọc lên thôi. Hộ có rớt xuống nó mọc lên nè, hộ nè. Từng luống có số nha. Tại vì nhiều khi mẹ nói con chạy lên hái cho mẹ rau húng lủi. Nó lại không biết rau húng lủi ở đâu. Mình đứa nói nó ở cái lú số mấy. Nếu mà nắng à, có mấy đứa nhỏ nó không biết rau gì, rau gì đó. Thì cứ nói ở lú số mấy. Đó, rồi nó biết nó hái. Đó, lại vậy đó. Nắng quá đó, có nhiều loại rau. Có lý ha. Kéo ra nè má đâu. Thấy chưa? Điều tiết được nắng. Đây nè, nó kéo nè. Kéo ra cái vô. Để che bớt lên. Còn nhỏ, nó rất là yếu. Cho nên là mình... Ở đây là sân thượng ha. Bây giờ mình xuống dưới tầng nhà nè. Tầng sâu nhà nè. Đó, nó cũng có trồng đầy ở dưới nè. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình đi xuống dưới. Mình xuống dưới này coi ha. Ở này hàng xóm. Này là trên. Đó, cái tòa cao nhất ở Sài Gòn mình đó. Thấy không? Đó, cái tòa cao nhất ở Sài Gòn. Còn cái tòa bút xem kia giờ nó thụt lùi vậy. Còn mấy đây là con trồng rau phải sơ dừa nè. Phân bò. Cái tòa bút sen mà lòi ra trong phim Iron Man đó. Hỉ anh ơi. Nó bị lùng, bị cái tòa kia che mất tiêu rồi. Thì mình làm cũng làm phân bón nhưng mà nó ít lắm, có số lượng nó ít lắm. Này trên lầu của nhà của Tèo. Không. Nó có men. Nó phải có men. Có men đi sinh thì nó bà đi bay qua nhà con, bà đi ngang qua nhà con, còn sân bay là Gò Vấp đó nào mà tân sân nhất thứ kia, không thấy đâu, lên trên này nó chói lắm. Thấy cũng thấy. Không phân bò phân ủ. Ở đây á hả? Ủ bự vậy đó hả? Dạ. Con mua nhiều lắm. Nhà của anh ở dưới đây nè, bà đứng đây bà nhìn nè, ngày xưa bà tới là cái nhà này này, nhà ngói nè, ngày xưa ông bà cháu ở đây nè. Đó, mấy bạn nhà về bên này. Đó, nhà ông bà dài lắm. Sau này kia tôi phát bên đây bên. Đó là cái nhà ngói của đó, của nhà cũ ngày xưa. Nhà cũ của bà Trư, bác Trư á hả? Đúng rồi, đó. Của bà nội Tèo. Bây giờ là dệt vải bên đó hả? Bây giờ hết dệt rồi, bỏ rồi. Dệt vải bây giờ là dẹp lâu rồi. Ừ. Ủa bây giờ không ai dệt vải nữa hả? Giờ không, đây là chú Pháp hay là nhà chú Pháp á. Đó là mấy cái nhà ngói là cũng trong phần đất của nhà bác Trư. Rồi còn nhà mấy cái nhà tôn là cũng phần đất trong nhà bác Trư luôn. Đúng rồi. Cái mấy cái phần tôn đó. Chú Pháp bên này. Đó thì cái phần nguyên cái phần đất à, cũng là đất trong đó. Nhà thôi. Đất trong nhà của bác nhà Trư rồi đó. Cũng bây trong giờ nhà. Chia ra. Một miếng đất mà giờ chia cho mình bố anh em. Đó là cái cây nhãn đó là Phật thuộc về phía của Long. Hồi xưa nó là cái này là mảnh vườn. Đúng rồi, ngày xưa nó là vườn đó. Thì đó là nguyên cái mảnh vườn của bác á. Thì bây giờ cái nhãn đó là thuộc về của phía anh Long. Mình gọi là anh Long nó thì nó gọi là chú Long. Mảnh đất của nhà bác Trưng rộng lắm mà cũng đỡ. Mình không đỡ đỡ mà. Rồi, dây đây kìa. Dây dày đây. Không ở trên kia. Bây giờ đến phiên cái máy dệt dây dày. Máy dệt dây dày nè.
trưa rồi công nhân nó nghỉ hết rồi. Ai vô sớm thì mở mấy giờ sớm. Nó có sai dài sai ngắn. Lại tròn lại vuông. Lại dẹp lại tròn lại vuông rồi lại ôm phát. Nghe nè. Nghe tên. Nó đây nè. Đủ thứ màu, đủ thứ màu. Ai xuất khẩu không à? Đi vào cái kho chứa. Kho nguyên liệu. Làm xong rồi để đây. À, chỉ để dệt mà. Chỉ. Đó. Bên này là chỉ màu. Kho là kho màu. Kho màu. Kho đồ để dệt. Chỉ có những thông lâu rồi, tới chục năm nay rồi. Những kho chỉ rồi này nọ để dệt cái này. Hồi xưa dệt tải là của ông nội. Ngày xưa ông là dệt tải, dệt tải giờ hết rồi. Tải lâu, bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi, dệt tải. Hồi đó là người ta dệt gấm, dệt tải. Nghe nó ồn như là gì á. Đúng không? Ồn lắm, đúng rồi. Quay gần nó lấy còn máy đó, cũng là cái bàn nè. Đó, nó đang dệt ra cái cọng dây mà để mình làm trong cái túi á. Túi ba lô, túi sắt. Túi ba lô của mình đây nè. Đó, mấy cái dây này. Làm dày dép hay quay dép gì đó. Đó. Đây là mấy cái dây đai quay dép. Mấy dây này là mấy cái dây của dây dép ba lô, túi ba lô. Sao mở con máy vậy? Họ nghỉ đó là chưa ăn trưa. Họ đi ngủ ăn trưa hả? Chưa có dậy à? Nó đứt với là hết suốt rồi nọ, mình nói thôi. Cái máy ở dưới đấy mở dưới đó, cô thấy máy nào hạng nặng ở dưới. Rồi xong rồi mình quật hàng vào đây. Rồi đóng gói rồi mới đi giao, chứ đâu có để khơi khơi giờ mình đi giao được. Rồi đóng gói, nhiều không lắm. Trồng lan. Mình có bông dưới đây, vàng vàng đây. Phóng quế, hay ở trên lầu cũng có, dưới đây cũng có. Ôi, trồng lan trồng nhiều vậy? Dọc ui cái hàng rào này là lan không nè? Ôi, trồng nhiều lan dữ hả? Mà không có, chưa có bông hay là hết bông rồi. Còn bên kia là đất của người ta rồi. Xã gần nghệ. Đây là cây xã chắc cô biết rồi, đúng không? Xã nè. Thấy xã biết rồi. Ăn thì ra ngồi gai, người này nghề cừng. Ngồi gai gì đó. Rau này là rất đứng gì? Là dứa. Ở nhà chồng ăn không à? Ừ. Chồng ăn rồi là hái vỏ ăn. Ba cháu cầm nó nuôi à? Đây nè, cái lần đó là chú Hùng cho con cái bông dạ lý hương. Cái bông lý nhí, con thấy con thấy nó không bị trên con nhỏ đi mất tiền. Nhà đám, chồng nhà. Ừ. Rồi là lâu lắm. Con đâu cũng có hương quế cho anh trời. Nhà chị mà chịu hương quế ở Đinh Lăng. Nhà chịu hương quế. Không có thuốc gì đâu bà, yên tâm. Đây là con biết chủ yếu là bón phân gà con mà. Gà nó nuôi nhiều. Cây vườn nhà mà. Đó, bà ăn thử đi. Cái tre này tốt mà. Cái tre này đẹp quá. Tre này tre gọi là tre chăm đốt á. Tre chăm đốt đó. Đẹp quá. Mất tiền lắm đó. Tre chăm đốt. Ôi giời, con này chặt nó bỏ vứt nó đẻ nó nảy mầm đầy cái kìa, phải nhổ đi. Được không bà thấy được không? Ở bển mà có được bụi này đẹp lắm đó. Quay cái cạnh người ăn kìa, muốn ngon. Bạn có nãy không? Nước da đốt này phải sạch bỏ hả?
con cây chút đi. Ờ, nhà chú Long lên đây. Nhà chú Long cũng dệt luôn. Dạ, cũng dệt luôn. Con không biết là chú thường thường là cái giờ chú đi qua ngoài ăn cơm, ở đây thợ dệt không? Ừ, chờ thợ thôi. Thợ thôi, chờ chú gì chú đi được đây. Hồi đó là cái phần này là của chú Long, của anh Long á, là cái vườn, nó vườn cây mứt, vú sữa đồ này nọ với lại sa bu che của bác Trư. Bây giờ là chặt hết mấy cây ăn trái rồi, giờ làm thành khoảng dệt, khoảng dệt thun dệt này nọ. Chứ hồi đó là cái mấy cái này là vườn, trong một vườn cây ăn trái thôi, sa bu che mứt nhãn đồ này nọ. Bây giờ làm nhà ở trên rồi, nhà với xưởng. Hồi đó căn nhà chợt mà bây giờ xây lên 3-4 tầng rồi, thêm cái nhà xưởng kế bên nữa, xưởng ở trên lầu luôn. Chưa dọn ngay kìa, còn lụng lạ lụng lặng mất khía đó. Còn làm mười mấy năm rồi, quá giờ rồi, rửa xong ăn đi, thôi đổi ăn phơi khô rồi xong ổng nó út nha. Lan đi nhiên con là lan trồng cây cối kim chế. Cái camera tự quay là tự chế nha, nhà tự chế nha, nhưng mà mình mua camera gắn lên cái hộp thì tự quay. Gắn thêm cái hộp để quay. Cậu thấy không? Thì đó, cái camera mình muốn đặt cái chỗ nào muốn cần quay thì nó quay đó. Đó là như vậy. Có cái nào mà muốn để yên một chỗ thì mình không có gắn cái hệ thống quay. Còn mua camera mà của người ta quay á, người ta có bán nhưng mà nó chỉ có 6 tháng là nó hư hoài à. Hay nhá. Dạ, đây nhà bạn ơi, đây nhà bạn có đổ nước hay nước sôi để nguội trong lọc. À, bây giờ là tầm mới rồi đúng chưa? Cái dàn tủ là đang đi xuống nha, nguyên cái dàn tủ đang đi xuống, có hệ thống giống như thang máy vậy đó. Mà thang máy thì nó đi theo tầng thang máy dừng, tầng này không, nó chỉ cái xuống ở cái tầng nào mình thấy vừa tầm tay mình thì mình tự chế hết, là cái dừng nó tự chế hết. Là nguyên cái dàn tủ là nãy nó cao trên trần, nó giờ cho nó xuống từ từ rồi đó, để nó vần nó tầm tay mình để mình với lấy. Bây giờ không ở cá nó không đo, không biết là tưởng là thấp thế. Bây giờ nó nâng nè, giờ bấm nút nâng cái tủ lên. Dạ, cũng đây là anh em, đó anh em, thấy chưa? Nhìn lại quá trình. Còn đây là công hút. Thì tại nó có hãng xưởng, anh tưởng ra rút kinh nghiệm làm thuận tiện. Chỗ kia đó, không có ai đâu. Cho 10 người, mỗi người một ô lên đó, ngồi con bóng nó lên hết á. Tại vì nó giống như thang máy, hệ thống thang máy thôi. Thế nó nằm đây đâu? Giờ anh nâng cái tủ lên nè. Nó lên cao, qua khỏi đầu, bằng cái bếp của bà thấy không? Không khỏe được đâu. Chứ còn bình thường ở đây, bà thấy nó cắt lẻ lẻ. Người nào mà cao là đi được đầu ngay. Rồi, đủ tường luôn. Đủ nóc lên, đủ cái tầng vị trí là nó có rồi leo là phải ngừng. Đủ nóc luôn. Mấy người nước ngoài còn về, không ngủ trưa, quay giờ. Mấy người đi ra về là nhà cháu tuổi, nhà cháu tuổi tốt đó. Cái giường nệm này là giường có hồi đó là nhà bác Trư mình là nguyên cái vườn trái cây lê chi ma vú sữa mít này nọ rồi nhãn mận, bây giờ chặt hết rồi, chỉ được có một cây, còn có một cây nhãn này thôi à. Với lại nhặt xây nhà hết trơn rồi. Cái này là ngăn ra làm chuồng gà. Con này đẹp quá ha, lấy bông gì nữa. Có con chó kìa.
ngay trước cửa nhà của anh chị Cường, chị An.